Nếu như với những cô gái không cần gọi ở các quán cà phê sang trọng có giá chịu chơi không dưới 1 triệu đồng, thì cũng với những cô gái trẻ trung xinh đẹp tương tự, chúng tôi được mời gọi với mức giá hữu nghị chỉ khoảng 150 đến 200 ngàn đồng. Ở thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo dân chơi trẻ vào ban ngày. Từ khoảng 9 giờ sáng đến 6-7 giờ tối chính là các quán cà phê sang trọng, có máy lạnh, phong cách trình bày trang trí trong quán nhìn vào là cảm thấy ngột ngạt bởi tiếng nhạc sập sình, y đùng hòa lẫn tiếng người cười nói huyên náo. Ấy thế mà, hàng trăm người ngồi trong quán chủ yếu là nam, nữ, thanh niên lại xem đó là nơi hội tụ và hội ngộ của mình. Buổi trưa một ngày cuối tuần, vừa dừng xe trước cửa quán cà phê, nằm trên đường NDC, chúng tôi liền được những thanh niên giữ xe nhanh nhẩu đưa phiếu gửi xe và dẫn xe vào bãi giữ xe nằm phía sau quán. Anh bạn tôi nói nhỏ, chúng ta vừa đến cửa quán là được mấy em ngồi phía trong để ý rồi đó. Chỉ cần thấy anh em mình sang trọng là ok ngay. Xem thử tài phán đoán của cậu đến đâu, dễ nhầm lẫn lắm đấy. Bước vào quán, lướt nhìn quanh một vòng, tôi nhận thấy có rất nhiều người khách vào uống cà phê, trai gái có đủ. Riêng nữ giới đa phần ăn mặc rất ư thời trang mát mẻ. Gần bàn chúng tôi có 3 cô gái ăn vận khá thoáng. Tôi đoán có lẽ họ là sinh viên hoặc là nữ nhân viên văn phòng đến đây thư giãn, uống cà phê buổi trưa. Nếu thật sự như thế, quả là thích thú. Bởi vì buổi sáng làm việc mệt mỏi, nghỉ trưa 1-2 giờ đồng hồ, có được nơi nào nghỉ ngơi trò chuyện cùng bạn bè hào hứng thế này là tuyệt vời rồi. Ôi ôi, một cô gái ở bàn bên cạnh bỗng kêu lên đủ để chúng tôi nghe thấy. Thì ra tờ báo cô gái cầm trên tay bị rơi xuống đất cạnh chân của anh bạn. Anh bạn tôi nhặt tờ báo đưa lại cho cô gái. Cảm ơn anh nhé, cô gái nói và nở nụ cười tươi tắn. Anh bạn tôi liền chớp lấy thời cơ. Anh không thích nhận lời cảm ơn của những cô gái xinh đẹp như em đâu. Ba cô gái cùng lúc bật cười ra vẻ thích thú. Thanh muốn trả ơn bằng gì nào? Tụi em mời hẹn anh uống cà phê được chứ? Như được mở lối, anh bạn liền kéo tôi sang ngồi cùng bàn với 3 cô gái. Và chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi có ngay những cuộc hẹn hò bất tận. Thậm chí là cô gái mặc áo thun 2 dây trắng, rủ anh bạn tôi đi hát karaoke, cũng chẳng cần rào đón. Tàn cuộc hát karaoke, anh bạn tôi liền đưa các cô gái đến khách sạn. Họ chấp nhận mối tình tay ba ngay ở khách sạn bởi sự hào phóng chịu chơi của anh bạn tôi. Trong bóp toàn giấy 100 đô la và giấy 500 ngàn đồng. Đi trên chiếc Dylan bóng loáng, phương tiện mà các cô gái dùng để đi lại cũng chẳng vừa. Toàn là các loại xe đắt tiền Spacey, A Cầm và SH hẳn hoi. Tương tự tìm hiểu thực tế ở các quán cà phê, khu vực Hồ Con Rùa quận 3, đường Nguyễn Văn Trỗi quận Phú Nhuận, đường Nguyễn Văn Cừ quận 5, chúng tôi được hội ngộ bất ngờ cùng nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp, tuổi từ 19 đến 25. Có tên gọi mỹ miều là LHT và họ đều cho chúng tôi số điện thoại liên hệ khi cần như V 0909830, T 0902778, TH 0909273, L 0918575, K 0903889. Nếu như với những cô gái không cần gọi ở các quán cà phê sang trọng mà chúng tôi thâm nhập thực tế có giá chịu chơi không dưới 1 triệu đồng, thì cũng với những cô gái trẻ trung xinh đẹp tương tự, chúng tôi được mời gọi với mức giá hữu nghị chỉ khoảng 150 đến 200 ngàn đồng. Khoảng 6 giờ tối, có mặt ở đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Cao quận 1, chỉ một đoạn rất ngắn, tính từ ngã tư Nguyễn Đình Chiểu đến ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai, xuất hiện hàng chục cô gái ăn vận mát mẻ, đi trên các loại xe tay ga phổ biến như Attila, Novo, Spacey. Tôi cho xe chạy chậm, định tìm quán cà phê ghé vào thì được cô gái mặc áo thun 2 dây màu đen khá xinh chạy sát bên và hỏi: đi chơi không anh? Em lo tiền phòng cho, không vui vẻ là không lấy tiền. Bao nhiêu tiền vậy em? Tôi dò hỏi, cô gái liền đáp: 150.000 một dù, 200.000 một tiếng. Giả vờ giơ tay vẫy gọi bên đường, tôi nói: bạn anh chờ anh uống cà phê nãy giờ, uống cà phê xong anh sẽ tìm em. Nghe tôi nói, cô gái trợn tròn mắt và xí một tiếng dài. Sau khi nắm rõ phần nào hoạt động của đội quân gái không cần gọi lưu động trên đường Nguyễn Bình Khiêm, tôi tiếp tục tìm đến các đoạn đường Lê Duẩn quận 1, Tú Xương quận 3, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Quyền quận 5, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19 quận Bình Thạnh,
khu vực Phú Lâm, quận 6 và bắt được nhiều cô gái chờ khớp lệnh là ok. Tệ nạn mại dâm ngày nay ở thành thị biến hóa tinh vi, xuất hiện dưới đủ hình thức. Từ gái gọi qua điện thoại di động, mạng internet đến lưu động bắt khách trên các tuyến đường. Vào vai khách uống cà phê lịch sự sang trọng để mồi chài khách làng chơi, các vị khách hảo ngọt thích tìm của lạ. Trên chiếc xe tải Bắc Nam, tôi và một phóng viên truyền hình bị thu hút bởi câu chuyện khá ngộ nghĩnh, hài hước của tay tài xế. Cánh lái xe đặt cho sứ voi Kỳ Anh một cái tên rất kinh tế, khu công nghiệp, mại dâm. Bởi độc đáo ở chỗ, không những chỉ có quán cơm, phở mà cả những gia đình ở cung đường này độc kinh doanh món hàng siêu lợi nhuận. Tay tài xế say sưa kể những chiêu thức tiếp thị ở đây cũng khá năng động. Ban ngày các tiếp viên mời bằng cách vẫy tay. Ban đêm làm tín hiệu bằng đèn pin nhấp nháy răng như dãy đèn ngư dân dàn trận đánh bắt hải sản ban đêm trên biển, rồi ùa ra chắn trước đầu xe buộc các tài xế kiểu gì cũng phải chiều. Nếu không thì có lúc tưởng chừng bánh xe nằm lăn gọn trên bàn chân các cô gái. Anh còn khẳng định ở xứ voi này có bốn nhất: gái làm tiền số lượng đông nhất, trẻ nhất, rẻ nhất và an toàn nhất. Rồi nói anh chỉ tay về phía một quán khuất ven đường có hai cô gái mặc áo hồng đứng trước cửa quán, cầm ô trắng xoay xoay vừa cười vừa vẫy. Nhưng khi phát hiện có camera đang quay thì ù té chạy. Một con cò quay lưng lại, vỗ tay đen đét vào mông như trêu ngươi. Khi chúng tôi đặt vấn đề, ban chỉ huy công an quận Kỳ Anh rất nhiệt tình, hăng hái, cử ngay một tổ công tác gồm 3 chiến sĩ do Trung tá Trần Đình Vượng, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đến phối hợp với trưởng công an xã Kỳ Phong, Nguyễn Xuân Tào đi kiểm tra hành chính một số quán thuộc xóm 4 xã Kỳ Phong. Trên đường đi, anh Tào cho chúng tôi biết ở đây hễ xuất hiện bóng dáng công an dù huyện hay xã là các quán thông tin cho nhau rất nhanh và lập tức đối phó và cho các tiếp viên chuồn. Chẳng thế mà khi chọn quán, gia đình anh Phan Xuân Hoành và vợ là Phan Thị Diệu gọi quán Hoành Diệu. Điểm đột kích đầu tiên thì một cô gái môi son mỏ đỏ chạy nhanh vào quán luồn qua cửa thoát hiểm biến mất. Sờ sờ ra đó mà chủ quán chối đầy đẩy. Làm gì có cô gái nào? Theo chân các chiến sĩ vào kiểm tra, bề ngoài quán trông có vẻ bình thường, nhưng vào trong phát hiện quán được cấu tạo như hầm tướng đờ cát. Vừa dốc đứng có nhiều bậc thang tối hun hút, mùi ẩm mốc phát ra khiến cả đoàn ai cũng thấy lợ, ngạt thở. Khi leo đến đỉnh bậc thang thì hầm có hai lối rẽ trái và rẽ phải. Chính giữa hai lối rẽ ấy là cửa thoát hiểm ra khỏi, là cả cánh rừng tràm bạt ngàn. Ở phía trái căn hầm có 3 phòng, mỗi phòng đều có giường, chăn màn, gối. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, chủ nhà Phan Thị Diệu buộc phải ký vào văn bản. Trưởng công an xã Nguyễn Xuân Tào cho biết, để đối phó với lực lượng chức năng, các quán ở đây đều làm cửa đóng kín. Phía trong có cửa lùa, hễ có động tĩnh gì là họ kéo sập cửa lại, tắt điện, khó lòng vào được. Đơn cử như quán chị Diệu vào kiểm tra ban ngày mà phải dùng đèn pin mới vào được. Huống hồ đã rất nhiều lần công an xã tuần tra phát hiện và bắt quả tang, chủ quán liền tắt điện, đóng cửa quán, hô hoán rồi dùng gạch đá ném tới tấp, làm công an viên bị thương. Như gần đây, công an viên xã Kỳ Phong Nguyễn Văn Sầm bị ném đá, chảy máu đầu, phải đi viện cấp cứu. Còn Trung tá Trần Đình Vượng kể lại, để giải cứu hai cháu gái 14 tuổi, Vi Thị Hồng và Vi Thị Hành đã đổi tên quê Tân Kỳ, Nghệ An, tại quán của Trần Thị Sáu, 44 tuổi, ở xóm 4, Kỳ Phong, các anh phải sử dụng xe biển số 37 cho xe tấp vào quán. Chủ quán ngỡ khách làng chơi đẩy hai cháu ra mời chào. Lúc đó các anh đưa được hai cháu lên xe mới chạy thoát, rồi sau đó mới tiến hành bắt chủ quán. Điều độc ác của chủ quán này là thuê các cháu về bán quán rồi ép buộc tiếp khách. Cháu Vi Thị Hành ngây thơ kể lại, lần đầu về ở quán, bà Sáu thương, may cho quần áo đẹp, xà phòng tắm thơm lừng, cho ăn ngon dỗ dành, sau đó bảo Hạnh đi với khách làm chuyện ấy. Hạnh không chịu liền bị chủ quán dọa đánh, buộc phải nghe lời. Lần đầu bà Sáu đưa cho Hạnh bao cao su, cháu ngỡ là kẹo vì có mùi thơm, đành bóc bỏ miệng nhai. Khi đưa hai cháu vào bệnh viện Kỳ Anh, hội đồng giám định kết luận, hai cháu màng trinh đều bị rách, âm hộ bị viêm nhiễm. Nhưng vì ít ngày chưa xác định các cháu có thai hay không, chỉ nghe có vậy, trước mặt nhiều người hai cháu nhảy cẫng lên rồi reo cười vui sướng. Sự ngây thơ đến tội nghiệp của các cháu làm các thành viên trong hội đồng sững sờ thương xót. Hồng Nhung rất mong nhận được phản hồi của quý vị và các bạn trong phần bình luận phía dưới video. Nếu yêu thích
chương trình thì quý vị đừng quên ấn like, subscribe, gặp lại Hồng Nhung và lắng nghe rất là nhiều những cái số chương trình hay khác nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.